Trường Kinh tế Trường Đại học Vinh tọa lạc tại trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trường có vị trí vô cùng thuận lợi là trung tâm kinh tế xã hội khu vực Bắc miền Trung, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường Kinh tế là đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Đại học Vinh với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học khối ngành kinh tế, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên, học viên sau khi tốt nghiệp Trường Kinh tế có đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và quản lý nhà nước. Hiện nay, Trường Kinh tế có đội ngũ cán bộ gồm 54 giảng viên, gồm 3 phó giáo sư, 26 tiến sĩ, 25 thạc sĩ và 5 cán bộ hành chính. Trường có 4 khoa đào tạo, khoa quản trị kinh doanh, khoa tài chính ngân hàng, khoa kế toán, khoa kinh tế, đào tạo 7 chuyên ngành trình độ đại học, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, kinh tế đầu tư, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh chất lượng cao, 3 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế chính trị và 1 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, quản lý kinh tế. Chỉ riêng trong năm học 2021-2022, trường đã đào tạo 4.211 sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy, 399 học viên cao học và 9 nghiên cứu sinh tiến sĩ. Cùng với hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và phát triển kinh tế xã hội của trường cũng được chú ý phát triển. Trường đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học, xuất bản hàng trăm giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo, công bố hàng trăm bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Các cán bộ của Trường Kinh tế đã chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài cấp nhà nước, đề tài cấp bộ, đề tài cấp tỉnh và cấp trường. Trường sử dụng 2 tầng tòa nhà A0 của trường, gồm 7 phòng làm việc, 1 văn phòng khoa và 1 văn phòng họp. Sinh viên trong quá trình học sẽ được tiếp cận với cơ sở vật chất hiện đại. Trong các phòng học máy tính, nhà trường trang bị hệ thống máy tính, hệ thống âm thanh, máy chiếu, màn chiếu điện, điều hòa phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên và người học. Đặc biệt, trường cung cấp đa dạng hình thức cơ sở vật chất, hỗ trợ trực tiếp cho ngành học như trung tâm đào tạo thực hành ngân hàng, chứng khoán và công ty mô phỏng tại tầng 7 tòa nhà điều hành của trường. Tham gia thực hành, sinh viên sẽ được tác nghiệp trên hệ thống phần mềm hiện đại mô phỏng thực tế. Trường có khuôn viên đẹp, có căng tin và nhà ăn phục vụ đáp ứng các hoạt động thể dục thể thao và văn hóa, văn nghệ của người học. Nhà trường có hệ thống sân chơi, phòng tập đa năng và nhiều sân thể thao phục vụ cho các nhu cầu vui chơi giải trí và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao của sinh viên. Trường Đại học Vinh cũng là một trong những tổ chức tiên phong áp dụng mô hình đào tạo căn cứ vào chuẩn đầu ra được gọi là chương trình đào tạo tiếp cận năng lực CDL với các trụ cột chính: concept, hình thành ý tưởng; design, thiết kế ý tưởng; implement, thực hiện và operate, vận hành. Trường Kinh tế Trường Đại học Vinh mong muốn sinh viên sẽ phát huy được hết những tố chất thế mạnh của bản thân. Trong chuyến khai phá ấy, có sự trợ giúp đắc lực từ giảng viên, Trường Kinh tế, những người đóng vai trò định hướng và đồng hành cùng với sinh viên vận dụng kiến thức đã học, tìm kiếm những ý tưởng mới và thực hiện hóa những dự định của các bạn. Tại đây, sinh viên được tạo điều kiện thể hiện chất riêng, cái hết mình và sống trọn với đam mê. Ngoài giờ học chính khóa, sinh viên được tạo điều kiện tham gia đa dạng các hình thức câu lạc bộ, đội nhóm là địa điểm lý tưởng để rèn luyện kỹ năng mềm cho các bạn. Hiện tại, Trường Kinh tế đang có các câu lạc bộ chuyên môn như câu lạc bộ khởi nghiệp, câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ tài chính, câu lạc bộ kế toán, câu lạc bộ về kỹ năng như câu lạc bộ tiếng Anh kinh tế, câu lạc bộ hoa chăm ba, đội tình nguyện, đội văn nghệ, đội xung kích và đội lễ tân. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên, hội sinh viên Trường Kinh tế cũng đều đặt tổ chức các chương trình ngoại khóa hàng tháng như tổ chức các buổi training về khởi nghiệp, seminar tiếng Anh, dạy B1 cho sinh viên, các buổi tình nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ lưu học sinh. Ngoài ra, trường hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp lớn, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với môi trường làm việc khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhà trường luôn tin rằng mối quan hệ bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp sẽ là nền tảng để các bạn sinh viên thêm vững tin khi hòa nhập vào thế giới việc làm sau khi tốt nghiệp. Năm học 2022-2023, Trường Kinh tế Trường Đại học Vinh tuyển sinh 6 mã ngành với 4 tổ hợp chính A00, A01, D01, D07. Cụ thể, ngành kế toán mã ngành 734-0301, chỉ tiêu 500 sinh viên. Ngành quản trị kinh doanh mã ngành 734-0101, chỉ tiêu 400 sinh viên. Ngành quản trị kinh doanh CLC mã ngành 734-0101-1C, chỉ tiêu 30 sinh viên. Ngành tài chính ngân hàng mã ngành 734-201, chỉ tiêu 150 sinh viên. Ngành thương mại điện tử mã ngành 734-0122, chỉ tiêu 60 sinh viên. Và ngành kinh tế mã ngành 731-0101, chỉ tiêu 100 sinh viên. Trường Kinh tế Trường Đại học Vinh hứa hẹn là điểm đến lý tưởng
đồng hành cùng sinh viên trên con đường phát triển bản thân, trở thành những công dân có tâm, có tầm, có tài và có ích cho sự phát triển của đất nước. Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh, kết nối tri thức, kiến tạo tương lai. Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh sau gần 20 năm xây dựng và phát triển đã khẳng định được thương hiệu của mình trong quá trình cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo để ngày càng đáp ứng hơn nhu cầu thị trường lao động của các doanh nghiệp, và chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của các doanh nghiệp, các tập đoàn trong và ngoài nước trong quá trình đào tạo của chúng tôi để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động trong thời gian tới. Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh là nơi tôi đã chọn để thỏa sức trải nghiệm đam mê và giúp tôi tự tin hơn, phát triển hơn ở hiện tại và tương lai. Ngôi trường đầy năng động và nhiệt huyết, tôi rất yêu ngôi trường của chúng tôi. Đã trải qua 3 năm học tập tại ngôi trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh, một môi trường học thân thiện, cơ sở vật chất hiện đại với slogan kết nối tri thức, kiến tạo tương lai, hy vọng tất cả các bạn sinh viên đến với trường sẽ được phát triển một cách hoàn thiện nhất.